Thế trời tối rồi nha các bạn ơi. Này, nói chung là làm bữa cuối năm đây các bạn ơi. Rất là đẹp đây các bạn. Tối rồi nên là nó hơi mờ thôi các bạn ơi. Một quán ban ngày rất là đẹp. Okay, hôm nay tiếp tục lại nhậu đây các bạn ơi. Hôm nay không biết là chú mời anh em nhậu cái gì á. Đó, mình đã quay vừa rồi đó các bạn ơi. Tí anh em sẽ nhậu và quay cho các bạn cùng tham gia ngồi nhậu với anh em mình nhá. Okay. Chưa tắm rửa đâu cho các bạn ơi. Hello các bạn nha. Hôm nay sẽ lên nhậu món gì thì mình chưa biết được nha các bạn. Nay ông chủ gọi là bên chủ mời anh em các món nhậu ấy. Giờ tí sẽ quay và giới thiệu cho các bạn luôn nhá. Đấy thì mình quay trước cái nồi lẩu gì đây, có cả cà này, lòng này, cái như là bò, thịt bò gì á, tí sẽ nói cho các bạn xem. Giờ quay đấy, đây hai nồi đây các bạn này. Rồi tí anh em sẽ là nhậu, mời các bạn cùng tham gia nhậu với anh em nhá. Đây mồi đây. Rồi, ngon quá các bạn. Okay. Hello, chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh của Arum Vlog. Hôm nay Tết Nguyên Đám anh em có tổ chức tiệc tất niên nhẹ. Đây có các món ăn như thế này. Đây là lòng gà xào chân lý. Dạ. Dạ. Cá viên chiên. Đây là súng bò cà đắng, người ta gọi nôm na là cu bò. Cu bò cà đắng. Này món này mà ăn vào ông nào mà kiểu như yếu suy nghĩ nha, ăn vào phát đền phải bảy nháy, thề luôn, uy tín luôn. Còn đây là bánh bao chiên, đây là khô cá lóc, còn bên đây là lẩu hải sản nhá. Từ đây xuống sao tưởng trên đầu có mũ rồi mà đâu có mũ. Ok, vậy là team anh em mình đã nhậu cuối năm đây các bạn này. Ghế quế đây, nay gọi nhậu gì đây? Nay là mình làm bữa tiệc tất niên cơm gia đình. Để em mạnh tay vào thôi, mời anh em đi, mời các bạn đi, vô mời bia đây quyết. Bảo ơi, Bảo đâu, chào anh em, bia uống vô. Đấy, Bảo đẹp trai, thần men của anh em mình. Sao ăn ôm trước mà ông ăn cái đó rau từ từ đi. Được quá, vô. Thôi, mời anh em đi. Mời đi. Uống đi. Thôi, mời các bạn nhé. Hôm nay được mời uống Tiger. Nào ai đâu hiểu lọc khánh. Ôi dưới ơi, chửi dòng lọc khánh. Cho nó mưa đi. Cái nào? Chơi cái nào? Nâu. Ồ, tới món này chưa? Bạc về đây là uống thôi. Cái gì ôm ơi? Quế đây. Cái món gì quế à? Cái này là súng. Cái này gọi là giấy bò. Giấy bò. Ôm cả đắng hả? Ôm cả đắng. Ừ, nãy review rồi, giờ review nữa không nào? Nữa. Giờ là đã bắt đầu đoạn ăn đấy. Thì bây giờ là anh em sẽ ăn nhậu thôi các bạn ơi. Mời các bạn nha. Wow, xem. Lấy nắp lại đi, chưa chín đâu. Chưa chín hả? Ơi, tôi cũng có muốn ăn luôn. Review luôn. Đấy, trời ơi. Quá. Ăn hầu. Dạ anh với, này làm mình biết. Ăn lo. Cảm ơn con ngốc mà. Lúc này chơi cả. Vô, uống đi. Năm tươi. Hứa, năm hứa. Năm ai thì rốt. Long mới rồi. Mày long mới chưa? Em long cũ. Long mới đi, hết đi. Năm bẹ. Năm bẹ. Năm ai thì rốt âm to đi vô. Không ý hư. Vô. Chắc không nên. Được lại vui nhưng mà tối đừng có nhè ba là được. Tí nữa về, tầm khoảng 8 giờ rồi về. Chứ không má lon ai rồi. Hết lon rồi, lên lon lên bảo lấy cho ông rồi. Thứ hai rồi đó.
phải giờ rồi tiếng nữa trong đâu như ai được anh bảo em yêu ai thì sao anh em thật đi không em yêu những người chín rồi anh ơi bộ phát là thấy mẹ nó nói bao nhiêu mà mình nào đi trước thì cảm giác thấy mình đúng rồi rồi mà thằng nào chạy nó không nhờ ngồi sau sợ thế nè đủ chưa dạ. Nước ai đau ạ nóng 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 nước đây các bạn ơi chạy xe từ nước dãi con bò các bạn gọi là súng rồi mời các bạn nhé cùng nhậu với anh em mình cuối năm rồi các bạn ơi tất niên cứ coi như là tất niên chứ nhỉ đông vui mới là coi như thôi nhá được 7 tuổi, 8 tuổi chạy xe. Anh này tập gym rất là đẹp dài. Người ta cái đít tay chạy xe được 12 năm rồi. Người cao đó, Ê, lại nữa, cả gia đình nữa. Đấy. Bài 2 tại 3 bài. Ấy dạ. Chơi sau á. Tôi đi cho bắt hả? Chơi gì? Không có các bạn ơi. Mẹ chạy đường xe. Tôi cầu rồng nữa mà. Em đổi mù cách. Anh thấy em mày chụp hình cầu rồng đó mà. Cầu rồng hả? Đây, súng. Nhỏ đâu, nhỏ mới năm ngoái đi, nhỏ rồi. Đâu? Mới hồi phê pha. Em ăn cái này không em? Ăn thử cái này rồi. Đáng chào vợ, em đi đây tí gì vợ ơi. Má cho con mình lắp. Ngon. Tôi biết được rồi. Hồi á là nhỏ xuống đây các bạn ạ. Điếng kêu ngon kìa. Tôi ăn thoải mái đi nha, bọn con tận uống à. Đừng tìm tiếc. Nó bị tịt mùi. Nó bị... Không ăn. Mình cảm nhận ở trong mà, đâu phải cảm nhận ở ngoài đâu. Không. Bố. Bưng lên năm ai. Nước đắng coi nào. Màu xay. Cô lỡ hồ là. Súng xiết rồi không ăn đâu. Ăn cả đắng với nước thôi. Súng tụi. Chạy lấy từ xa. Quay tay. Ui bà. Bảo mồm, sao thần men anh em thì sao? Ok vời thôi mày thần men tí nữa đắng thêm tí nữa anh bảo thì view bật đèn mà anh chỗ này cái đắng này nữa không vô mà bình thường mà thôi mời các bạn nha mời anh em luôn anh em vô đi Tuấn ơi, Tuấn. Vô. Mời. Uống nước ngọt không uống đi. Ơi, chúc mừng năm mới nha, Tuấn nha. Sau vài hôm lại không gặp nhau rồi. Thôi vô các bạn nha. Đừng có nấu nước bò nữa. Em tưởng đâu mà bảo là đậm đà quá, anh kêu đậm chất bò quá, em buồn. Nấu bò mà không đậm chất bò, thôi nấu làm gì? Mình phải lấy sức của bạn qua. Chỉ có 60% là nước bò thôi, còn 40% mới bay đấy. Đây nụ mày lóng bia không? Chà mượn không? 7kg, 8kg. Lúc nào mẹ coi mình khỏe. Đây trứng dai hả? Trứng dai bò. Đúng, trứng dai bò mà này. Khóc cái gì? Thằng lùng. Méo cái gì? Trứng buồn. Trứng buồn. Nào. Ừ, anh chào trận nhé. À, có chuyện này, trả về nơi sản xuất này. Có chuyện quá. Anh chào trận nhé. Nơi sản xuất. Ơ, như cái máy gì trời? Trả về nơi sản xuất. Trận ơi, trận có team free không? Trận cho anh xin team free đi. Cảm ơn chồng rất nhiều nha. Giờ anh đang chuẩn bị có chi đi về. Anh đang chuẩn bị hơi ốm. Biết rồi hả? Pirro ơi, công an mà ăn rồi. Con nôm hết rượu rồi, hết bia rồi à? À, nó còn nhé. Anh để cái điện thoại kìa. Đấy ơi, mày uống lon hết anh em nha. Hai lon đúng không? Okay. Sao anh mời các bạn ạ? Lộ uống cho tiểu đường đủ mẹ lần thứ ba. Trứng trái bò đây các bạn. Sao Khánh? Say quá. Lon thứ hai chưa hết nữa mà say rồi. Say quá. Say quá. Này uống Sài Gòn đi không chịu. Say quá. Bị đâu à lát. Thấy style gì cũng được hết á. Nó chật nữa là nó sợ yếu một tí á. Anh cho cai bữa bị đấm cái bầm mặt á, xong rồi lên đeo cái bảng rồi. Đeo bảng. Tiếp tục món thứ hai này. Súng bò. Lẩu gì ở quê này em Thái. Lẩu Thái. Súng bò đây hầu. Tiêm này. Hầu. Một phần này múc rồi. Qua hết cồn à? Bấm đi lấy cồn. Cồn đây. Rồi. Hầu đây các bạn ơi. Thôi mời các bạn nha, mời các bạn tham gia nhậu với anh em đây. Ăn nghe bảo ăn cái hầu này nó hay lắm mọi người. Hay gì? Hay lắm. Hay cho những cặp mà tình nhân ấy. Mà thú kiểu đến xem hâu đúng không? Ê, còn miếng này, con miếng này, con miếng đâu không có mà ơi. Đây nè.
đây tuần đây lấy đây bên đó ăn đúng đồ ăn kia bên đó ăn hơi hao quá nha để mình gói mình mang về mình để ngày mai mình nhậu nữa càng đủ ăn được đâu phải đây anh em sẽ ăn đây các bạn chào thì lấy cái khác chào em không ghê nó pin nó béo heo ấy anh hỏi béo đục cái này ta heo đục hôi vậy nha quẹt đâu quẹt đâu thầu đi nha mọi người cho thử một con nào cho thử một con thầu cho thử con có vợ không không đủ tao gấp cho mày thèm để tự quay thôi giờ tao thương mày nhất đó Mister Bon cái mang các bạn ơi. Mà sao tạo tiền nhân con nó bụng nữa. Em một rượu tự tin đấy sao nào. Hầu ăn đi nào. Cho mày ăn từ. Hầu con này nó đá này, nó đá mà nó đá, nó múp mà nó múp này. Trời ơi người ta nói ăn hầu nó múp lắm. À San ơi, San có thay đồ chưa San ơi? Sao anh chưa thấy này San ơi? Rồi ăn hết, ăn review cho anh em này. Hầu là ăn như nào? Hầu á là phải lầm luộc. Cái này không hả? Bắt thú bắt xuống này. Đây, quyết. Bắt thú đêm nay ăn hầu xong rồi đi ngoài đường xa xa vào đây. Béo. Béo. Có cái hầu không? Mập rực. Đến lượt mình đây các bạn này, hầu. Ôi con hầu to. Vỉa hầu, má thú. Nghe anh. Làm hai con hầu luôn. Nghe nghe. Ăn hầu với xuống đi sẵn sàng. Đúng rồi. Tự nhiên người ta các bạn làm gì? Quắt về á, đi gặp đi rồi, quắt về đi. À, cả tô hầu luôn. Hầu ngon quá. Ngon không? Béo béo. Ngon. Không biết nhưng mà giờ đang tìm việc anh ơi. Tìm đến việc đến ngày 26 ấy. Ok anh. Cái cá mà con ăn được rồi. Ok à, cái kia để em anh bảo mấy bữa này gửi cho nha. À, tại vì giờ cũng kẹt quá. Ok anh.